Mọi người xem nhá, đây là ớt này. Đây Ui, là hôm nay mình được hơi sợ luôn ạ. Hello mọi người nha, hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem phong tục đồng bào ở đây mình á. Giờ anh em đang nấu canh nha mọi người. Canh này là canh người ta làm bằng môn và người ta xay bột bột gạo cho mọi người. Mình trộn với nhau mình nấu cái môn rồi bỏ cái bột gạo nha, cho đỡ ngứa mọi người, môn rừng á. Mình quay cho mọi người xem nha. Đây là giống như ẩm thực luôn, nhưng mà không phải là ẩm thực mà là nấu canh cho buôn làng. Tại vì hôm nay ông anh của mình đã ra đi, tuổi 46 mọi người. Mọi người thương, mọi người hãy ủng hộ kênh mình nha. Mọi người hãy cho like hay là đăng ký kênh. Mình chia sẻ cho mọi người xem. Đây là phong tục của đồng bào ở đây mình á. Đây, mà anh em đang nấu canh từ sáng sớm luôn á. Đó, người ta lột cái môn này từ nửa đêm luôn. Chào mọi người nhá. Giờ mình đang đau hỏng lắm mọi người ơi, thức khuya quá, ngày nào cũng thức khuya 3 đêm luôn. Cái này mình khoái thử này. Canh này ngon lắm. Để cho ông anh nó khoai nè, khoai đi, khoai cho đều, cho nó nát luôn ạ. Xinh ạ, lớn tuổi là tưởng xôn hả? Ôi, bỏ thêm hành, hành, hố hành nữa mọi người, hành. Cái này đang làm gì đây? Đang nướng thịt nha mọi người. Đó, chắp nữa tròn với lá chanh. Hello em. Nếm thử ngon không? Ngon quá. Ngon quá hả? À, vịt vịt luật là họt là phim họ. À, spoil à. Khỏi quá mọi người ơi. Mình đang đứng đây khỏi quá. Đây. Đây giống như là bữa tiệc nha mọi người, chắc nữa trưa trưa thì anh em xa gần người ta vô đây người ta tang viếng nha mọi người. Hôm nay là cho anh trai mình. Rồi mình quay, mình chia sẻ cho mọi người biết phong tục như thế nào bảo ở đây mình á. Mọi người nhớ ủng hộ nha. Các bạn thấy kênh hay và ý nghĩa ấy, nhớ đăng ký kênh nha. Đừng quên bấm chuông ủng hộ nhé. Đó, người ta lại thêm đu đủ nữa cho đỡ ngứa này. Đó, người ta chặt đu đủ này, người ta khuấy, người ta trộn chung này. Nếu mà bỏ cái môn không á, ngứa lắm mọi người. Cái môn đừng nó ngứa. Bỏ thêm cái đu đủ nó không bị ngứa mọi người. Đây, cái rô người ta bắt heo hồi sáng đây nè. Đây là máy cày á, chạy bằng máy cày luôn, mấy con heo luôn á. Đây mấy chú bác đang làm việc rất là nhiệt tình, đang nấu canh. À bu bu ra chờ. Các bạn ơi, đây là ớt này này, ớt nấu canh này. Các bạn nhớ ăn không? Đây, hành. Ui, củ hành. Củ hành nhỏ ấy mọi người. Không biết gọi là gì, quen rồi. Nên. Nên hả? Hello thằng em. Làm gì? Tóc chăm pung. Tóc chăm pung à? Xin mời uống cà phê một ly cho đỡ mệt. Ngon không?
ngon. Đây là cà phê nhà làm. Cà phê nhà làm mà. Đây cà phê ai làm đây? Cà phê Nghi Kinh này. Để cà phê. Hai loại cà phê khác nhau. Cà phê nhà làm thơm ngon, mời bạn uống nhá. Dạ, dạ, dạ. Thôi, đừng nên cái đó. Đây đang nướng thịt đây mọi người. Đây này, cái đuôi heo này. Đó, ăn ngon lắm, đuôi heo ăn ngon lắm ạ. Ôi nó khét hết rồi. Chặt được tròn lá chân. Mọi người thông cảm nha, mình hay mình bị đau họng ạ. Nói không rõ lắm. Ôi khói mù mịt luôn. Đó là bột kẹo nha mọi người. Khoai cho mạnh lên đi. Cho nó đều. Nêm thử đi. Ngon chưa? Chưa đủ hả? Thiếu cái gì nữa? Thiếu ớt à? Thiếu ớt này. Bỏ thịt chưa? Bỏ thịt rồi hả? Ôi ớt siêu cay luôn. Coi thử. Cho mọi người xem. Ôi mọi người xem nhá. Đây ớt này. Ôi. Hơi sợ luôn á. Thái ớt này rung mình luôn. Ôi ăn gì nói. Ớt đậu nhiều quá. Ớt nhiều mới ngon. Ôi trời. Càng nhiều càng ngon. Càng nhiều càng cay chứ. Đó, và đây. Đó là phong tục của người đồng bào ED mình. À... Cái đó đã làm gì đó anh? Đây ông anh đang uống cà phê này này. Giờ là... Ôi giời ơi, sao mà đồng bào ấy làm kinh quá. Đây đang nướng nha mọi người nha. Đây là đang nấu cơm nha các bạn. Cơm sắp chín rồi. Đây mấy với mấy cái nồi luôn á. Đó, đây ông cơm. Chưa sôi đâu. Đây mấy bà chị đang nấu cơm. Có người thì làm chế cà phê. À con người thì đợi ngà. Nó sai hả? Hả? Ấn độ bên đấy. Sai hả? Lăng lăng vàng. Ôi cơm thơm ngon luôn, đầy cái xô luôn mọi người. Đây bà chị đây nè, bà chị đang nấu cái. Sao lại ngâm nước đấy? Ngâm nước cho nó lấy cái này gọi là gì đây? cầm khét rồi. Cầm chai. Cầm nước mình về lá nha bạn. Đó. Cầm chai chấm với nước mắm. Ui, cầm chai chấm với nước mắm quá ok luôn. Đâu, nước mắm đâu? Đây nè. Ba chị chấm thử. Làm lật lăng họ. Ơi bên bếp. Xin ạ. Bằng cầm chai nữa nè. Chấm được mâm là. Một cây ngon hết. Cây. Ôi, cây giả cầm chai nha mọi người ngon lắm. Đây em cây đang làm nước trà. Làm gì em? Đây nước nóng. Pha trà. Sáng rồi, còn dây điện thôi.